Thân chào các em. Tuần rồi thầy đã trao đổi với các em về chuỗi số dương với các tiêu chuẩn tích phân, tiêu chuẩn so sánh, tiêu chuẩn D'Alembert và tiêu chuẩn Cauchy. Kỳ này chúng ta bước qua chuỗi có dấu bất kỳ. Và trước khi học chuỗi có dấu bất kỳ thì chúng ta có một cái chuỗi có dấu bất kỳ nhưng mà rất đơn giản, đó là chuỗi đang dấu. Và bây giờ mời các em theo dõi trên màn hình và chúng ta bước vào bài chuỗi có dấu bất kỳ. Trước khi nói về chuỗi có dấu bất kỳ thì chúng ta nói một cái chuỗi đơn giản nhất của những cái chuỗi có dấu bất kỳ là chuỗi đang dấu. Chúng ta cho chuỗi số thực U1 trừ U2 cộng U3 trừ U4 vân vân cộng với trừ 1 mũ n cộng 1 un cộng với vân vân. Cái chuỗi 1 này thỏa điều kiện là tất cả các u k dương với mọi k. Thì chúng ta thấy đây là chuỗi đang dấu. Cái này dương nè, thì cái số này âm, cái này dương, cái này âm. Giống như các em đang năm ngón tay của các em vào năm ngón tay khác vậy đó. Cái dương, cái âm, cái dương, cái âm. Một ngón của người này, ngón của người kia vậy đó. Thì chuỗi này được gọi là chuỗi đang dấu. Cái một cái âm, cái dương, cái âm, cái dương nó đang với nhau. Đang lại với nhau, giống như các em đang áo chẳng hạn, thì một cái đường này rồi thêm cái đường kia nó đang lại với nhau vậy đó. Chuỗi này được gọi là chuỗi đang dấu. Và để xét sự hội tụ của chuỗi đang dấu, chúng ta có một tiêu chuẩn được gọi là tiêu chuẩn Leibniz. Bây giờ tiêu chuẩn Leibniz có cái định lý như thế này cho chuỗi đang dấu, như là chúng ta đã viết ở bên kia đó các em, đó coi nè, cứ là U1 trừ U2 cộng U3 trừ U4, trong đó các UK dương với mọi K. Bây giờ ở đây chúng ta thêm một điều kiện nữa là UN là một dãy giảm và hội tụ về không. UN là dãy giảm và hội tụ về không. Thì khi đó cái chuỗi đang dấu 1 này là hội tụ. Khi đó cái chuỗi đang dấu 1 là một chuỗi hội tụ. Nếu như chúng ta gọi S là cái chuỗi đang dấu với điều kiện là nó hội tụ, thì chúng ta có S của chúng ta bị chặn sẽ lớn hơn bằng 0 và nhỏ hơn hay bằng U1. Tức là S chúng ta bị chặn trên bởi U1 và chặn dưới bởi 0. Ở đây là chúng ta cho số hàng đầu là lớn bằng 0, thì x của chúng ta bị chặn bởi cái số hàng đầu là U1. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh cái phát biểu này. Thật ra các em nhớ để sử dụng là được rồi, không cần biết chứng minh cũng được. Nhưng ở đây vì nó chứng minh cũng khá đơn giản nên chúng ta xem qua cái chứng minh một chút. Chứ thật ra cũng không có cần phải chứng minh đâu. Đó nào. Các em nhớ cái nội dung của định lý này để sử dụng là được rồi. Tức là các em nhớ một chuỗi đang dấu và có các số hạng tổng quát của nó là một dãy giảm và hội tụ về không, thì chuỗi đang dấu đó là hội tụ. Nhớ cái nội dung là như vậy thôi. Và giờ ở đây chúng ta, các em đọc qua chứng minh, hiểu cũng được, không sao. Không? Nhớ được cái nội dung của định lý để sử dụng là được rồi. Bây giờ chúng ta viết lại cái tổng liên phần thứ 2n, tức là S2n, thì chúng ta viết là thành là U1 trừ U2 cộng U3 trừ U4 vân vân cộng U2n trừ 1 trừ U2n. Mục đích ở đây là chúng ta muốn chứng minh rằng dãy chẵn và dãy lẻ là hai dãy con của cái dãy tổng liên phần SN đó cùng hội tụ, nên suy ra nó hội tụ. Nói chung một cách tổng quát là chẳng hạn như các em có thể chứng minh dãy S2N và dãy S2N cộng 1 cùng hội tụ về một giới hạn là A, thì suy ra dãy SN hội tụ. Hoặc là các em có thể chứng minh chẳng hạn như là S3N, S3N cộng 1, S3N cộng 2 cùng hội tụ về A, thì dãy SN hội tụ về A. Vậy đó. Thì ở đây chúng ta chứng minh dãy chẵn và dãy lẻ cùng hội tụ về S, thì suy ra cái dãy SN
là hội tụ về X. Thì ở đây Câm thấy nè, tất cả những cái này là lớn bằng 0, bởi vì UN là dãy giảm, nên U2 lớn bằng U1 lớn hơn bằng U2, U3 lớn bằng U4, U2N trừ 1 lớn hơn bằng U2N. Nên ở đây chúng ta có những cái số hạng này là không âm nè các em, mấy cái số hạng trong ngoặc này là những số hạng không âm. Do đó chúng ta thấy rằng là S2N là một dãy tăng. Và chúng ta viết lại S2N một kiểu khác, chúng ta thấy rằng một dãy tăng và bị dẫn trên thì hội tụ, điều đó các em đã học ở lớp 11 rồi phải không nào? Bây giờ chúng ta chứng minh rằng S2N này bị dẫn trên, bị dẫn trên bởi U1 đó các em. Mặt khác chúng ta viết S2N là bằng, chúng ta tách cho U1 ra thì lúc này chúng ta để dấu trừ phía trước thì cái này là thành là trừ, đem vô đây là trừ U2 này, trừ của trừ U3 là cộng U3 này đó. Tương tự như vậy. Ở đây chúng ta có trừ U4 này, rồi cộng U5 vân vân. Để dấu trừ phía trước thì trừ trừ thành cộng này. Thì tất cả những số này sao? Cái này không âm, cái này không âm, cái này không âm. Do đó S2N bằng U1 trừ cho một số không âm thì hiển nhiên là S2N phải nhỏ hơn hay bằng U1 phải không nào? Bởi vì đây là số tiền các em có này, đây là số nợ các em mang. Các em mang một số nợ lớn bằng 0 thì số tiền các em phải nhỏ hơn cái số tiền có ban đầu phải không nào? Do đó chúng ta có S2N của chúng ta là nhỏ hơn hay bằng U1. S2N nhỏ hơn bằng U1. Vì những cái, vì cái này trừ cho một số không âm phải không nào? Vậy thì chúng ta có S2N tăng và S2N bị chặn trên bởi U1, do đó S2N hội tụ. Tăng là bị dẫn trên nên hội tụ. Hay nói cái khác là có giới hạn hữu hạn đó. Có giới hạn hữu hạn. Và giả sử chúng ta gọi cái giới hạn của S2N là S. Giả sử S2N hội tụ về S. Thì S2N bị chặn trên về U1, nên qua giới hạn của nó là S, S cũng có nhỏ hơn bằng U1 đó. Và bây giờ chúng ta hãy chứng minh rằng dãy lẻ là S2N cộng 1 cùng hội tụ về S. Thế nào? Thì chúng ta sẽ kết luận được SN hội tụ. Bây giờ chúng ta viết dãy lẻ là S2N cộng 1 là nó bằng S2N cộng thêm cái số hạng U2N cộng 1. Qua giới hạn của cái đẳng thức này thì chúng ta có cái này, liêm của cái này sẽ bằng gì? Bằng cái này tiến về S rồi nè, mới vừa chứng minh trên, còn cái này thì tiến về không do giả thiết. Do đó nguyên cái dãy lẻ này tiến về S. Một dãy chẵn và một dãy lẻ, hai tức là hai dãy con chẵn và lẻ của SN cùng tiến về S. Do đó chúng ta kết luận rằng SN tiến về S và S của chúng ta nhỏ hơn bằng U1. Và bởi vì SN là một dãy không âm nên giới hạn của nó cũng phải lớn bằng 0 phải không? Và nhỏ bằng U1. Cái chuỗi ở trên đó nó còn được gọi là chuỗi Leibniz. Chuỗi ở trên còn gọi là chuỗi Leibniz. Mà thật ra các em khỏi cần gọi nó là chuỗi Leibniz, gọi là chuỗi đang dấu là được rồi. Thôi nào, chuỗi đang dấu. Chuỗi đang dấu mà thỏa mãn điều kiện UK là một dãy giảm và hội tụ về 0 thì nó hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz và người ta gọi nó là chuỗi Leibniz. Rồi để hiểu hơn về cái định lý Leibniz vừa rồi hay là tiêu chuẩn Leibniz vừa rồi, chúng ta xét thêm các ví dụ sau đây, tức là sử dụng tiêu chuẩn Leibniz để chứng minh các chuỗi đang dấu là hội tụ. Thế nào? Ví dụ xét sự hội tụ của chuỗi 2 này nè các em, đây là một chuỗi đang dấu phải không? Thì nhìn vô các em thấy rõ ràng là nó hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz rồi. Mai mốt các em gặp này các em kết luận là chuỗi này hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz mà không cần phải chứng minh gì cả. Ở đây thì bởi vì chúng ta mới học nên chúng ta tập thực hành cho nó quen thôi. Thì ở đây chúng ta có này. Ở đây các em để ý với như thế này á, như thế này thì cái chuỗi này nó lại, cái tổng của nó lại là
là một số nhỏ bằng không, bởi vì số hàng đầu của nó là số âm này các em, trừ một mũ k mà, đúng không? Cái k bằng một là nó số hàng đầu nó là số âm, do đó tổng của nó lại là một số âm. Chúng ta có un là bằng 1 trên n. Đây là một dãy giảm và hội tụ về không, phải không nào? UN là dãy giảm và hội tụ về không. Một chuỗi đang dấu giảm và hội tụ về không nên chuỗi đang dấu này hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz, phải không nào? Sau này các em thấy chuỗi này thì các em nói đây là một chuỗi hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz và không cần chứng minh gì cả, phải không nào? Tại cái này quá đơn giản rồi. Rồi chúng ta xét thêm một ví dụ nữa. Ví dụ xét sự hội tụ của chuỗi. Chuỗi này cũng vậy các em. Sau này á, khi gặp chuỗi này thì các em cũng nói đây là chuỗi đang dấu. Thỏa điều kiện UN giảm và hội tụ về không nên hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz vậy thôi. Không thôi các em nói là chuỗi này hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz là người ta chấp nhận rồi, không cần phải nói gì thêm, không cần phải chứng minh gì thêm nữa. Nhưng bây giờ ở đây chúng ta mới bắt đầu học nên chúng ta tập thực hành những điều đơn giản nhất thôi nè. Giờ chúng ta xét dãy số UN bằng 1 chia cho căn 2N trừ 1. Tức là ở đây chúng ta thay K bằng N thôi là các em đó. Đây là một dãy dương phải không? Ở đây chúng ta có dãy này dương giảm và hội tụ về không, do đó chuỗi 3 này hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz. Ở đây các em cũng để ý nè. Ở đây là k bằng 1, nếu ở đây là k cộng 1 á, k cộng 1 ở đây thì nó sẽ hội tụ về một số không âm. Còn ở đây á thì vì k bằng 1 thì nó mang dấu trừ, do đó số hạng đầu tiên của nó các em, số đoạn đầu tiên của nó là âm. Nên nên cái chuỗi của chúng ta sẽ có tổng là một số âm đó các em, tổng là một số âm. Trong cái định lý chúng ta phát biểu là U1 là lớn hơn không, ở đây là U1 chúng ta lại là âm. Do đó nên cái tổng của chúng ta là một số âm. Các em để ý cho điều đó. Thì chúng ta có UN là một dãy giảm và hội tụ về không. Nên suy ra chuỗi 3 của chúng ta là hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz. Chuỗi 3 là hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz. Sau này các em gặp cái chuỗi này thì các em nói nó hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz và không cần phải chứng minh gì thêm. Đó nào. Thì cái này là chúng ta ghi lại cái kết luận ở trên thôi. Tại sao cái này tiến về không vậy thôi, lim của nó tiến về không là hiển nhiên ở trên hữu hạn mẫu số tiến về vô cực nên nó tiến về không. Cái này chúng ta ghi lại cái dòng này này, hội tụ về không này, ghi lại cái dòng hội tụ về không vậy thôi. Cái này là chúng ta ghi thừa đó. Giống như nhắc các em tại sao là chúng ta có chữ hội tụ về không này. Rồi chúng ta xét thêm một ví dụ nữa thôi nào. Ví dụ này có lẽ khó nhìn hơn một chút. Ví dụ đây cũng là một chuỗi đang dấu này các em, thế nào? Chuỗi đang dấu. Và ở đây số hạng đầu của nó cũng lại là một số âm các em, thế nào? Số hạng đầu này số âm. Do đó tổng của nó lại là một số âm. Tổng của cái chuỗi đang dấu này là một số âm nếu như nó hội tụ. Và bây giờ vấn đề chúng ta là hãy xét cái dãy số n chia n bình phương cộng n cộng 1 là một dãy giảm và hội tụ về không đi các em, thế nào? Cái này thì khó nhìn hơn một chút phải không? Cái này khó nhìn hơn hai cái chuỗi vừa rồi một chút. Đây này, chúng ta xét UN là bằng N chia N bình phương cộng N cộng 1. Và bây giờ các em hãy chứng minh rằng UN là một dãy giảm đi. UN là dương rồi, bây giờ chứng minh nó là một dãy giảm và hội tụ về không. Thì để chứng minh nó hội tụ về không thì có nhiều cách, chẳng hạn như các em chứng minh UN cộng 1 chia UN nhỏ bằng 1, hoặc là chứng minh UN cộng 1 trừ UN lớn bằng 0 chẳng hạn. Nhưng mà như vậy thì cũng
Khó khăn hơn là các em dùng một cái công cụ mà các em rất là quen thuộc ở lớp 12, đó là dùng đạo hàm. Bây giờ các em đặt fx bằng x chia cho x bình phương cộng x cộng 1 chẳng hạn, thì các em sẽ chứng minh rằng cái hàm đó là một hàm giảm, tức là đạo hàm của nó nhỏ hơn bằng 0, thì các em suy ra cái chuỗi này là chuỗi giảm được rồi. Đó nào. Rồi bây giờ mời các em theo dõi tiếp và chúng ta sẽ chứng minh rằng cái dãy của chúng ta là dãy giảm. Bây giờ chúng ta đặt fx bằng, thay vì n bằng chữ x đó các em, đây là một dãy, còn đây là một hàm. Dãy là n thuộc về n tập hợp các số nguyên, còn x ở đây là thuộc về r, các số thật đó các em. Chúng ta đặt fx là một hàm số bằng x chia cho x bình phương cộng x cộng 1. Chúng ta có hàm số của chúng ta là dương với mọi x lớn bằng 1. Và ở đây chúng ta cũng chỉ xét x lớn hơn bằng 1 mà thôi. Và chúng ta đi thử lấy đạo hàm của hàm số này, phải không? Cái đạo hàm của hàm số này thì chúng ta có là gì? A1, B1 là 0 rồi, trừ, không? Trừ A2, trừ B, B2, B1, A2 này là trừ 1, trừ x bình phương. Cái thứ hai là cộng 2 lần gì kem? 2 lần B, ở đây là B, ở đây là C phẩy đi, B C phẩy trừ C B phẩy, phải không? Là cái này là không rồi, giờ đó là cộng 2 lần x, phải không nào? Cộng 2 lần x. Rồi cái cuối cùng là gì? Không, cái là AC chứ kem, AC đây đây này, cái này là không nè, không luôn, cái số hạng đó không có, số hạng x không có. Và cái thứ ba là số hạng hằng số này, b nhân với c phẩy trừ c nhân b phẩy là 1 nữa, coi như là 1 bằng là trừ x bình phương cộng 1 đó, đạo hàm của nó chia cho mẫu số tất cả bình phương đó. Thì cái này tất cả các em đều có thể làm được, tất cả các em học sinh trung bình lớp 12 đều có thể lấy được cái đạo hàm của hàm số này, phải không nào? Rồi ta có f phải bằng, giống như tính nhẩm bên kia đó các em, là trừ x bình phương cộng 1 đó, chia cho cái mẫu số bình phương. Các em để ý rằng là khi x lớn bằng 1 thì 1 trừ x bình phương nhỏ bằng 0, phải không? Mẫu số là dương rồi, do đó nguyên cái phân số này nhỏ bằng 0 với mọi x lớn bằng 1. Nó chỉ bằng 0 khi x bằng 1 thôi, còn tất cả các x lớn hơn 1 thì 1 trừ cho một số lớn hơn 1 là nó âm, phải không nào? Vậy thì chúng ta kết luận rằng hàm f của chúng ta là một hàm giảm. Hàm giảm trên đâu? Trên với tất cả các x lớn bằng 1. Vậy từ đó chúng ta suy ra cái dãy của chúng ta là dãy giảm. Và chúng ta có lim của cái dãy này cũng bằng 0, phải không? Lim của n chia n bình phương cộng n cộng 1 là bằng 0. Cái này cũng hiển nhiên, phải không nào? Bậc của mẫu lớn bậc của tử, và khi n tiến về vô cực thì hiển nhiên nó bằng 0 rồi. Chúng ta có dãy số đã cho là một dãy đang dấu và có UN giảm và hội tụ về 0, thì chúng ta kết luận cái chuỗi đã cho đó các em là một chuỗi đang dấu và có UN giảm và hội tụ về 0, thì chúng ta kết luận rằng nó hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz, phải không? Suy ra cái chuỗi đó hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz, thế nào? Nó hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz. Thì cái ví dụ này thì nó hơi phức tạp hơn hai ví dụ trên một chút, nhưng mà cũng rất là đơn giản thôi, phải không? Các em dùng một kiến thức rất đơn giản của lớp 12 để chứng minh nó là một dãy giảm. Còn hội tụ về không thì nhìn vô thấy liền, phải không các em? Nhìn vô thấy liền. Bây giờ chúng ta xét thêm một ví dụ nữa. Ví dụ này nó cũng là một chuỗi đang dấu, nhưng có lẽ chúng ta lại không có dùng tiêu chuẩn Leibniz được. Bởi vì bản thân cái này nè các em, bản thân trị tuyệt đối của này nè, nó không tiến về không các em, nó không tiến về không.
Do đó chúng ta không dùng tiêu chuẩn lép nít được ở đây. Xem nào. Bây giờ chúng ta xét cái dãy số, tức là số hàng tổng quát của nó nè các em, UN bằng trừ 1 mũ N nhân cho 2 lũy thừa N chia cho 2 lũy thừa N cộng 1 rồi tất cả cộng với 1. Các em để ý là chữ K thay bằng chữ N ở đây thôi, không có gì cả, phải không? Ở đây không có gì cả. Nếu xét chuỗi đang dấu thì cái đằng sau này chúng ta cũng chưa biết là nó tăng hay giảm. Nhưng mà ở đây chúng ta chú ý một điều là cái trị tuyệt đối của UN của chúng ta này không tiến về 0, do đó bản thân UN cũng không tiến về 0. Chúng ta có liêm trị đối của UN là bằng bắt cái này thì các em, cái này thành 1 nè, không nào. Tử số thì giữ nguyên, cái này mẫu số giữ nguyên thôi, khi các trị đối cái này lên, tại nó dương thì bỏ ra thôi. Dương có thể đem ra ngoài dấu trị đối được thôi. Còn cái này thì trị đối lên bằng 1. Thì chúng ta chia tử và mẫu cho 2 lũy thừa n thì chúng ta có cái dạng này. Thì liêm của phân số này với n tiến về vô cực. Tiến về cộng vô cực đó các em. Thì có cái này tiến về 0 nè. Do đó cái này tiến về 1 phần 2. Các em nhớ cho rằng là u anh tiến về 0 khi và chỉ khi trị tuyệt đối của nó tiến về 0. Cứ nhớ như vậy. Chúng ta có cái kết quả đó và chúng ta dùng cái đó. U anh tiến về 0 khi và chỉ khi trị đối của nó tiến về 0. Do đó trị tuyệt đối của nó không tiến về 0 cũng tương đương với bản thân nó không tiến về 0. Do đó trị tuyệt đối của U anh n không tiến về 0 thì cũng tương đương với U anh n không tiến về 0. Ở đây chúng ta có liêm trị đối U anh n bằng 1 phần 2, nghĩa là trị đối U anh n không tiến về 0. Từ đó chúng ta suy ra U anh n cũng không tiến về 0, phải không? Tức là trị tuyệt đối của U anh n không tiến về 0. Tương đương với U anh n không tiến về 0. Rồi các em theo dõi tiếp nè. Đó, chúng ta viết lại cái dòng ở trang phía trước thôi. Chúng ta viết lại cái dòng ở trang phía trước là liêm trị đối U anh n bằng 1 phần 2 khác 0. Từ đó chúng ta suy ra liêm U anh n cũng khác 0. Bởi vì U anh n tiến về 0 tương đương với trị đối của U anh n tiến về 0. Hoặc một điều tương đương là U anh n không tiến về 0 tương đương với trị đối của U anh n không tiến về 0. Vậy đó. Vậy thì chúng ta suy ra cái chuỗi đã cho của chúng ta là cái chuỗi này phân kỳ theo điều kiện cần, không? Của chuỗi hội tụ. Bởi vì điều kiện cần của một chuỗi hội tụ là liêm của nó, liêm U anh n là số hàng tổng quát phải bằng 0 mới được. Vậy thì cái chuỗi này là phân kỳ theo cái điều kiện cần của chuỗi hội tụ đó các em đó. Thế nào? Theo điều kiện cần của chuỗi hội tụ. Cái ví dụ vừa rồi là kết thúc cái phần minh họa về cái chuỗi đan dấu, tức là minh họa về tiêu chuẩn lép nít. Bây giờ chúng ta xét một cái định nghĩa mới về sự hội tụ của một cái chuỗi có dấu bất kỳ, đó là sự hội tụ tuyệt đối. Bây giờ chúng ta cho cái chuỗi 6 này nè các em, là một chuỗi có dấu bất kỳ, tức là UK có lúc âm, có lúc dương, tùy ý, phải nào? Nhưng mà nếu cái chuỗi mà chúng ta lấy trị đối lên á, thì nó thành là một chuỗi không âm, phải không nào? Lấy trị đối của UK lên thì cái chuỗi này là một chuỗi không âm, phải không nào? Nếu cái chuỗi không âm này á, hội tụ, thì chúng ta có chuỗi 6 hội tụ. Chúng ta có định lý là nếu cái chuỗi không âm này, tức là lấy trị đối của UK lên hội tụ, thì cái chuỗi đã cho này hội tụ. Và khi đó cái chuỗi 6 này được gọi là chuỗi hội tụ tuyệt đối. Chuỗi 6 được gọi là chuỗi hội tụ tuyệt đối. Bây giờ chúng ta chứng minh rằng nếu chuỗi này hội tụ thì dẫn đến cái chuỗi này hội tụ này các em. Và lúc đó chúng ta cũng có cái mắc lăng thức này nè các em. Trị tuyệt đối của sigma k bằng 1 tới cộng vô cùng của uk nhỏ hơn hay bằng
Sigma K bằng 1 tới cộng vô cùng của trị tuyệt đối UK. Điều này không có nghĩa là chúng ta đã làm tổng vô hạn của các cái UK này đâu các em. Điều này chỉ có nghĩa là gì? Lim của N tiến về vô cực của trị đối của K bằng 1 tới N của UK nhỏ hơn hay bằng lim của sigma K bằng 1 tới N trị tuyệt đối của UK với N tiến về cộng vô cực. Chứ điều này không có nghĩa là chúng ta làm cộng vô hạn các số thực đâu các em. Viết như vậy có nghĩa là lim. Và nhắc lại với các em một điều là gì? Chỉ có một cách duy nhất để liên kết giữa cái hữu hạn và cái vô hạn là phải qua giới hạn thôi các em. Bởi vì chúng ta không có đủ thời gian để có thể tính tổng vô hạn không của một chuỗi số được. Mà chúng ta phải tính tổng hữu hạn rồi sau đó cho N tiến về cộng vô cực. Và chúng ta quy ước rằng sigma K bằng 1 tới cộng vô cùng bằng lim của Sn khi N tiến về vô cực. Với Sn là dãy tổng liên phần của cái chuỗi đó. Do đó khi chúng ta viết sigma K bằng 1 tới cộng vô cùng bằng S, không có nghĩa là chúng ta đã làm tổng vô hạn các số thực, mà có nghĩa là chúng ta lấy lim của Sn với N tiến về vô cực bằng S. Với Sn là dãy tổng liên phần của chuỗi đó. Các em nhớ cho điều đó. Đó nào. Bây giờ chúng ta thấy rằng là trị đối của UN cộng với UN là lớn bằng 0, phải không nào? Lớn bằng 0. Bởi vì nếu UN là lớn bằng 0 thì hai cái này cộng lại là 2 UN cũng lớn bằng 0. Nếu UN âm thì cái này là bằng 0, bỏ ra là trừ UN là bằng 0. Và chúng ta có trị đối của UN luôn luôn lớn bằng UN, do đó cái này nhỏ bằng 2 lần trị đối của UN. Mà cái chuỗi này nè các em là không âm, nhỏ hơn cái chuỗi này hội tụ. Thì theo tiêu chuẩn so sánh suy ra cái chuỗi này hội tụ này, cái chuỗi sigma k bằng 1 tới vô cùng uk cộng với trị đối uk này đó, thế n bằng k vô đây nè các em, chuỗi này hội tụ do tiêu chuẩn so sánh, do tiêu chuẩn so sánh. Bây giờ chúng ta xét hai cái chuỗi hội tụ là cái chuỗi này và cái chuỗi hội tụ nữa là chúng ta có là sigma k bằng 1 tới cộng vô cùng của trị đối uk là hội tụ, nên bây giờ nhân thêm cho trừ 1 nữa, tức là trị đối của trị đối uk cũng là một chuỗi hội tụ. Bây giờ chúng ta có chuỗi an sigma ak và sigma bk hội tụ, thì sigma ak cộng bk là tổng của hai chuỗi hội tụ cũng là chuỗi hội tụ. Thôi nào. Tổng của hai chuỗi hội tụ cũng là chuỗi hội tụ. Thì hai cái này cộng lại chúng ta thấy là gì các em? Mất cái trị đối của uk còn lại uk thôi. Do đó chúng ta suy ra là sigma k bằng 1 tới cộng vô cùng của uk hội tụ. Này, sigma ak và sigma bk là hai chuỗi cùng hội tụ, thì chúng ta cộng lại là sigma ak cộng bk cũng là một chuỗi hội tụ. Và nhắc cho các em nhớ rằng là gì? Tổng của hai chuỗi hội tụ là một chuỗi hội tụ, phải không nào? Nếu sigma ak hội tụ, sigma bk hội tụ thì alpha lần sigma ak cộng beta lần sigma bk cũng là một chuỗi hội tụ. Thôi nào, với alpha, beta là các số thực tùy ý thuộc về R. Nhưng các em nhớ cho rằng tổng của hai chuỗi hội tụ là hội tụ. Tổng của một chuỗi hội tụ và một chuỗi phân kỳ là phân kỳ. Nhưng tổng của hai chuỗi phân kỳ thì chưa biết, không kết luận được. Tổng của hai chuỗi phân kỳ thì chưa biết. Nhưng mà cái tổng của hai chuỗi hội tụ là hội tụ. Tổng của một chuỗi hội tụ và chuỗi phân kỳ thì phân kỳ. Nhưng mà tổng của hai chuỗi phân kỳ thì chưa kết luận được. Các em nhớ điều đó. Thì ở đây chúng ta cộng tổng của hai chuỗi hội tụ lại, chúng ta được một chuỗi hội tụ. Và mời các em theo dõi tiếp nè. Vì do đó chúng ta thấy rằng chuỗi hội tụ tuyệt đối thì dẫn đến cái chuỗi thường nữa nè các em. Chuỗi không có tuyệt đối này hội tụ. Phải không? Cái chuỗi mà tuyệt đối nó hội tụ đó. Chuỗi mà sigma trị đối của uk hội tụ dẫn đến sigma của uk không hội tụ.
Và chúng ta có cái này là do cái bấm thức bình thường, như các anh biết là trị tuyệt đối của A cộng B nhỏ hơn trị tuyệt đối của A cộng trị tuyệt đối của B thôi. Thì cái này là tổng quát hóa lên n cái số hạng lên thôi. Lấy lim hai vế này nè các em, lấy lim hai vế này thì chúng ta có lim của cái chuỗi này, cái dãy này khi n tiến về vô cực sẽ nhỏ hơn bằng lim của cái này khi n tiến về vô cực. Và khi lim viết lim cái này thì chúng ta quy ước rằng lim của cái này khi n tiến về vô cực thì lại bằng sigma k bằng 1 tới cộng vô cực. Vậy thôi, đó là một cách quy ước thôi các em. Không, qua giới hạn thì chúng ta có bắt thức cần chứng minh là gì? Lim của cái này khi n tiến về cộng vô cực nhỏ hơn bằng lim của cái này khi n tiến về cộng vô cực. Và lim của cái này thì lim của cái này khi n tiến về cộng vô cực, chúng ta quy ước, chúng ta viết rằng là k bằng 1 tới cộng vô cực. Đó là một sự quy ước thôi các em, chứ không phải là chúng ta làm phép cộng vô hạn các số thật đâu, không nào. Là vô hạn các phép cộng các số thật đâu, không nào. Tương tự như vậy, lim của cái này khi n tiến về cộng vô cực thì chúng ta quy ước, chúng ta viết rằng và nó tồn tại hữu hạn thì chúng ta quy ước rằng chúng ta viết là k bằng 1 tới vô cùng là bằng s nào đó, ví dụ vậy đó, không nào. Đó là quy ước thôi. Đây này, lim của cái này khi n tiến về vô cực chúng ta quy ước, chúng ta viết như thế này. Lim của cái vế phải này khi n tiến về vô cực chúng ta quy ước, chúng ta viết ra cái này đó. Nhớ rằng đây là lim của cái này khi n tiến về cộng vô cực, chứ không phải là chúng ta làm cộng vô hạn các số thật đâu các em. Bên nào, ở đây cũng vậy, cái này chính là lim khi n tiến về cộng vô cực của cái biểu thức này nè các em đó, chứ không phải là ở đây chúng ta làm cộng vô hạn các số thật đâu. Bên nào, ở đây có nghĩa là hai cái lim đó, cái lim này nhỏ hơn bằng cái lim này, chúng ta viết lại, quy ước viết lại thành dạng này thôi đó. Nó hội tụ thì chúng ta quy ước viết thành cái dạng này thôi. Rồi bây giờ ví dụ xét sự hội tụ của chuỗi sau. Trước khi làm tiếp cái ví dụ này cũng có vài điều thầy cần nói với các em ở đây chúng ta không ghi ra. Là một cái chuỗi mà sigma trị tuyệt đối của UK hội tụ á, thì chuỗi đó được gọi là chuỗi hội tụ tuyệt đối. Nhưng mà có khi là chuỗi sigma UK hội tụ nhưng sigma trị tuyệt đối của UK không hội tụ thì chúng ta gọi là chuỗi bán hội tụ hay là không hội tụ tuyệt đối. Tức là hội tụ tuyệt đối thì dẫn đến hội tụ thường, nhưng hội tụ thường thì chưa chắc dẫn đến hội tụ tuyệt đối. Đó, các em để nhớ cái điều đó. Mà ở đây chúng ta không ghi ra cái điều đó thì chắc chắn các em được học trong lớp rồi. Do đó thì đôi khi để chứng minh một chuỗi hội tụ, chúng ta lấy trị tuyệt đối của nó lên và chứng minh chuỗi trị tuyệt đối đó hội tụ, thì từ đó suy ra cái chuỗi thường kia nó hội tụ. Tức là hội tụ tuyệt đối thì dẫn đến hội tụ, mà hội tụ thường thì chưa chắc là hội tụ tuyệt đối. Nó hội tụ sigma UK hội tụ mà sigma trị tuyệt đối UK không hội tụ thì chúng ta gọi là bán hội tụ, hay là hội tụ có điều kiện, hay là không hội tụ tuyệt đối, không nào. Nói chung là chúng ta đã học kỹ về chuỗi không âm và chuỗi dương, thì chúng ta lấy trị đối lên là chúng ta sẽ đưa về được cái chuỗi không âm, và chúng ta làm thao tác trên những chuỗi không âm thì chúng ta có nhiều tiêu chuẩn để làm rồi. Nếu mà UK mà trị đối của UK mà lớn hẳn hơn không thì chúng ta lại có chuỗi số dương, và chúng ta có nhiều tiêu chuẩn để khảo sát sự hội tụ của chuỗi dương. Từ đó chúng ta suy ra cái chuỗi có dấu bất kỳ kia là hội tụ theo cái định lý ở trên đó các em, tức là một chuỗi hội tụ tuyệt đối thì nó sẽ hội tụ thường thôi, đúng không nào. Và bây giờ các em xét tiếp cái ví dụ này, chúng ta sẽ sử dụng là nếu nó hội tụ tuyệt đối thì suy ra nó hội tụ. Mời các em theo dõi tiếp. Bây giờ chúng ta xét sự hội tụ của chuỗi sigma k bằng 1 đến vô cùng của sin k chia cho k mũ 3. Thì cái này nhìn vô các em thấy liền phải không? Tuyệt đối của cái này nè thì nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn là 1 chia cho k mũ 3 đúng không? Mà 1 sigma 1 chia cho k mũ 3 thì hội tụ rồi.
chuỗi điều hòa đó kem, với alpha lớn hơn một là hội tụ đó. Thôi nè, bây giờ chúng ta có là trị tuyệt đối của UK là hiển nhiên lớn bằng không rồi. Đây là chuỗi bằng trị tuyệt đối của này nè kem, nhỏ hơn hay bằng 1 trên k mũ 3 với mọi k lớn bằng 1. Thì theo tiêu chuẩn so sánh đó kem, đây là một chuỗi không âm nhỏ hơn cái này là sigma lên là chuỗi không âm nhỏ hơn một cái chuỗi hội tụ, thì suy ra nó hội tụ phải không? Do đó cam suy ra cái chuỗi chuỗi này là hội tụ tuyệt đối này các em, tức là sigma k bằng 1 của tuyệt đối sin k chia cho k mũ 3 là hội tụ đó. Do đó suy ra 8 là hội tụ. Ở đây chúng ta trình bày dài dòng cho thật ra các em có thể nhìn vô là thấy liền phải không? Đó mà chuỗi này là hội tụ nè các em. Tức là các em nhớ lại là chuỗi sigma 1 chia cho k mũ alpha với alpha lớn 1 là hội tụ. Alpha nhỏ hơn bằng 1 thì phân kỳ. Ở đây alpha chúng ta là bằng 3 đó các em, lớn 1. Tức là cái chuỗi chúng ta hội tụ. Do đó suy ra cái chuỗi mà không âm này nè các em, đây nè. Tuyệt đối lên là không âm hội tụ. Từ đó suy ra cái chuỗi thường là không có tuyệt đối này nè các em, đó là hội tụ. Có những cái chuỗi thường đó hội tụ tuyệt đối đó, đó cái chuỗi này hội tụ. Và khi đó cái chuỗi này được gọi là hội tụ tuyệt đối, bởi vì cái chuỗi lấy tuyệt đối của nó lên nó hội tụ đó các em. Suy ra cái chuỗi 8 này gọi là hội tụ, hoặc là nó chính xác là hội tụ tuyệt đối phải không nào? Hội tụ tuyệt đối, nó chính xác là hội tụ tuyệt đối. Đó, bây giờ chúng ta xét thêm những ví dụ khác nữa về sử dụng chuỗi hội tụ tuyệt đối để suy ra nó hội tụ. Ví dụ 6 của chúng ta là xét sự hội tụ của chuỗi sigma k bằng 1 tới cộng vô cùng trừ 1 mũ k chia cho k nhân với tan của 1 trên k. Cái này cũng dễ phải không các em? Các em nhìn vô các em lấy trị tuyệt đối lên đó. Các em nhìn vô các em lấy trị tuyệt đối lên đó thì không, các em lấy tuyệt đối lên thì nó bằng cái này nè. Mà cái này thì như tiêu chuẩn so sánh các em thấy là gì sao? Tiêu chuẩn so sánh là các em thấy là nó tương đương với 1 trên k nhân với 1 trên k mũ 1 phần 2, tức là tương đương với 1 trên k mũ 3 phần 2 đúng không? Tại vì tan u thì tương đương với u khi u tiến về 0, mà cái này tiến về 0 nè các em. Do đó cái này nè, cái tuyệt đối này tức là cái dãy này thì tương đương với gì? Tương đương với 1 trên tương đương với 1 trên k mũ 3 phần 2, bởi vì cái này thì 1 trên k rồi. Cái này tương đương 1 trên k mũ 1 phần 2 nhân vô là tương đương với k 1 trên k mũ 3 phần 2. Mà cái này hội tụ nè các em, mà cái này hội tụ. Do đó suy ra sigma tuyệt đối của UK hội tụ. Suy ra bản thân sigma của UK là hội tụ phân nào? Đó. Cái này là chúng ta viết lại cái điều mà chúng ta đã kết luận ở trên thôi các em. Viết lại thôi. Cái này là thừa nè. Ở đây chúng ta nói này là đủ rồi. Tương đương nghĩa là gì? Khi mà k tiến về vô cực đó các em. Khi hai cái dãy tương đương nhau nghĩa là gì? Lim của ví dụ như A anh và B anh gọi là tương đương nhau, nếu lim A anh chia lim B anh và lim A anh chia B anh là bằng 1 đó các em, đó vậy thôi. Khi n tiến về vô cùng đó. Cái này là chúng ta viết lại cái minh họa ở trên này. Minh họa lại cái điều mà chúng ta đã kết luận thôi. À, ở đây thật ra không cần viết cái này. Các chỉ cần viết cái dòng này là đủ rồi. Rồi suy ra của chuỗi sigma sigma UK, sigma tuyệt đối UK của chúng ta là hội tụ đó các em, đó. Phải nào? Cái này là minh họa lại cái kết luận ở trên này thôi. Thật ra cái này không cần viết cũng được các em, không cần viết. Tức là lim của A anh chia cho V anh chẳng hạn bằng 1 nè, thì hai cái này tương đương nhau vậy đó. Lim của AK chia cho BK bằng 1 thì suy ra AK tương đương với BK, các em nhớ cái đó. Giống như trong hàm số vậy đó các em, vậy thôi. Rồi vậy thì chúng ta kết luận gì nào? Là cái chuỗi này thì hội tụ nè các em, đó hội tụ. Do đó chúng ta suy ra cái chuỗi sigma k bằng 1 tuyệt đối của UK là hội tụ. Do đó chúng ta suy ra cái chuỗi đã cho của chúng ta là chuỗi nào? Chuỗi này phải không? Tuyệt đối của UK là tuyệt đối của này nè các em, là hội tụ.
Mà nói chính xác là cái chuỗi này hội tụ tuyệt đối hay hội tụ tuyệt đối. Nhớ là hội tụ tuyệt đối là sigma tuyệt đối của nó đó, hội tụ thì cái chuỗi đó được gọi là hội tụ tuyệt đối. Và các em nhớ cho rằng nó hội tụ thường thì chưa chắc nó hội tụ tuyệt đối, mà nó hội tụ tuyệt đối thì dẫn đến nó hội tụ thường. Nào, chúng ta sẽ còn nhiều ví dụ nữa để nói về chuỗi có dấu bất kỳ và sử dụng sự hội tụ tuyệt đối của nó, nhưng mà thời gian cũng đã hết, do đó chúng ta tạm ngưng lại ở đây và hẹn gặp lại các em trong bài học lần tới. Có thể lần tới thầy sẽ nhắc cho các em thêm một vài ví dụ nữa về chuỗi hội tụ tuyệt đối, bởi vì trong cái phần này nó cũng có một vài điều tế nhị và thú vị. Bây giờ các em nghỉ và hẹn gặp lại các em trong tuần sau. Thân ái chào.